Truyền thông phòng khám cha tự thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 9 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, trong không gian bình yên của giường thuốc tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, những chồi non xanh mướt đang vươn mình nảy lọc. Đây không chỉ là nơi trồng các loại cây thuốc quý mà còn là biểu tượng của hy vọng cho những bệnh nhân ung thư đang chống chọi với căn bệnh ung thư. Xin chào quý ông bà cô bác. Thì con đang ở giường thuốc. Con cũng muốn chia sẻ một chút về cái công việc mà tụi con đang làm, để cho mọi người có thể thấy được cái công việc hiện tại, cũng như là có cái niềm vui chung khi mà mình xem những cái video clip này. Thì hiện tại con đang đứng kế cái góc chùm ngay. Mọi người có thể nhìn thấy cái góc chùm ngay này nó rất là lớn. Cái góc chùm ngay này nó rất là kỷ niệm. Bởi vì lúc mà cha Phêrô Nguyễn Văn Tường còn sống, đã nhờ thầy Nguyễn Thanh Quý đó bứng một cái cây chùm ngay xuống trồng cho bác chủ vườn ở đây, xin được giấu tên. Thì bác cũng rất là quý cái cây này. Đó có ba cái cây, mọi người có thể nhìn thấy ba cái gốc cây chùm ngay nó rất là lớn. Thì khi mà lúc thầy Quý trồng cho bác chủ vườn là lúc đó nó còn nhỏ thôi, nó chưa có lớn giống như bây giờ đâu. Nhưng mà do bác rất là trân trọng cái tình cảm của cha dành cho bác, cũng như là bác chăm sóc nó rất là tốt, thì nó mới được lớn tới ngày hôm nay. Mà cái gốc ba mọi người có thể nhìn thấy là nó rất là to đó. Thì bác mới chuyển nó xuống dưới chỗ vườn thuốc này để trồng cho nó phát triển thêm. Thì hiện tại nó ra tược rồi nè, có tược non rồi nè. Mấy bữa nay là trời mưa nè, do bão cũng như là mưa nhiều quá, cho nên là nó cũng có sức, chứ nó không có bị héo những cái gốc. Thì những cái tược này ra tược xanh. Còn cái khúc vườn này nè, thì hôm bữa có đăng một cái clip trước đó, mà cái này con cũng kể tình thiệt cho mọi người. Nó là một cái sự cố thôi, nhưng mà nó tụi con rút kinh nghiệm sau cái sự cố này. Nó là như vậy. Khi mà con đăng xong cái clip đó lên á, cái ngày hôm đó đó, thì có một số cô bác trên cộng đồng mạng coi, xong rồi điện thoại cho con chúc mừng mấy thầy có được tổng cộng là 7 công đất để trồng thuốc. Thì khi đó mấy con mới giật mình, con thấy ủa, ở đâu ra mà tới 7 công đất dữ vậy. Thì con mới coi lại cái clip đó. Đó thì ra là mình đăng clip để nội dung nó không có chính xác, nên thành thử ra là mới có sự hay nhầm lẫn. Thì thật ra thì cũng chỉ là 4 công đất thôi. 4 công đất do bác chủ vườn đã không có lấy tiền của tụi con. Khi mà tụi con mong muốn rằng mướn miếng đất để trồng thuốc, thì bác nói với tụi con là thôi thì cứ trồng đi. Ngày trước bác đồng hành với cha như thế nào, thì bác tin tưởng tụi con. Bác mong muốn tụi con cũng làm tốt cho quý bệnh nhân, thì tụi con cứ trồng thuốc trên đó. Là tổng cộng là 4 công đất này. Thì cái chỗ mà tụi con đang đứng đó, là chỗ này hồi trước nó cập mé sông á, là nó đất nó gồ ghề, có chỗ cao chỗ thấp. Thì tụi con phải tưới nước rất là khó khăn. Thì bác chủ vườn mới thấy như vậy, mới thương tụi con, mới cho xe cuốc tới ban cho bằng phẳng. Thì cái chỗ này nó, mọi người nhìn thấy á, nó rộng ra. Thật sự ra là 4.000 mét thôi, chứ không có thêm đất. Tại vì do con nói chuyện nó không được gãy gọt á, cho nên cái ý nó không có đúng. Rồi anh Thành Võ khi anh quay, rồi thầy Tiến xem lại, đăng lên ra cái nội dung mà mọi người hiểu lầm là tụi con có thêm đất, nhưng mà không có, vẫn là y chang như vậy. Nhưng mà nó rộng hơn trước là do ban bằng phẳng á. Rồi mình được cái chỗ này nè, đặng mình trồng thuốc thêm. Thì lát nữa con cũng
chia sẻ về cái chương trình trồng thuốc ở trên cái miếng này để cho mọi người thấy được là cái chương trình tụi con làm như thế nào. Đây là cái gốc cây kỷ niệm mà con muốn chia sẻ với mọi người, là từ khi mà cha còn sống, cha rất là quý những cái cây thuốc cha trồng, cũng như là cha quý cái tấm lòng của bác chủ vườn ở đây mà tặng những cái cây thuốc này. Thì bây giờ nó đã lớn rồi, bác chuyển nó xuống dưới vườn này để cho tụi con chăm sóc tiếp tục, và mỗi ngày nó sẽ tiếp tục nó lớn thêm. Và khi mà nó đã ra những cái nhánh này rồi là nó đã đủ sức rồi đó, thì sau này nó sẽ lớn lên, nó đâm tược nữa, là nó sẽ cho ra cái thành quả mà mình mong muốn để giúp cho những bệnh nhân ung thư. Đó là mong muốn của bác cũng như là của tụi con là như vậy. Vườn thuốc được hình thành từ tâm huyết của các thầy thuốc với mong muốn tạo ra nguồn dược liệu tự nhiên, an toàn và hiệu quả. Những hạt giống được chăm sóc cẩn thận mang lại sức sống mãnh liệt cho các cây con, góp phần làm phong phú thêm hệ thực vật dược liệu. Mỗi cây thuốc ở đây không chỉ đơn thuần là một loại thảo dược mà còn mang trong mình câu chuyện về sức mạnh và lòng kiên trì. Diện tích vườn thuốc ngày càng mở rộng với nhiều chủng loại cây thuốc quý được trồng, từ những loại thảo dược quen thuộc đến những cây thuốc ít người biết đến nhưng giàu giá trị chữa trị. Mỗi cây đều có công dụng riêng biệt. Chúng không chỉ hỗ trợ điều trị mà còn tăng cường sức đề kháng, giúp bệnh nhân tìm lại sức khỏe. Các thầy thuốc tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không, các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, luôn nghiên cứu và áp dụng những kiến thức mới về y học cổ truyền để khai thác tối đa công dụng của từng loại cây thuốc. Nhờ vào sự kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền, vườn thuốc đang trở thành nguồn tài nguyên quý giá đáp ứng nhu cầu hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân ung thư. Bên cạnh đó, vườn thuốc cũng là nơi nuôi dưỡng những giá trị văn hóa truyền thống về y học, khuyến khích mọi người tìm hiểu về sử dụng thảo dược trong cuộc sống hàng ngày. Những buổi chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ điều trị ung thư, bệnh nhân cũng được giới thiệu trồng cây thuốc và sử dụng thảo dược, được tổ chức thường xuyên, tạo cơ hội cho cộng đồng hiểu rõ hơn về lợi ích và việc sử dụng các sản phẩm tự nhiên. Với sự phát triển không ngừng, vườn thuốc của phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không thì các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, không chỉ là nơi cung cấp thảo dược mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và hy vọng. Những chồi non, những cây thuốc quý sẽ tiếp tục nở rộ, mang lại sức sống và sự an lành cho những ai đang cần đến. Hành trình phục hồi sức khỏe của bệnh nhân ung thư từ đây không chỉ là hành trình chữa bệnh mà còn là hành trình tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Xin trân trọng. Do cái phần đất này, đất thịt này nó nằm cặp mé sông, cho nên là để tránh đi những cái sạt lở về sau á, thì cặp mé sông là bác chủ vườn cũng như là tụi con cho trồng những cái cây mai chiếu thủy, cái gốc chiếu thủy. Thì đây là nó ra tược rồi nè, có nghĩa là những gốc chiếu thủy này nó đang tốt, thời gian nữa nó bắt rễ xong rồi nó sẽ lên đọt xanh. Thì cái khúc này đó, mục đích để mình trồng vậy nè là có cái bộ rễ nó lớn và nó giữ chân đất lại, nó không có bị sạt lở. Thì khi đó mình trồng thuốc ở bên trong này nè là mình yên tâm, ở bên cặp mé sông là nó sẽ không có hiện tượng bị sạt lở đất. Đó là cái mục đích mà bác chủ vườn cũng như tụi con là làm cái hàng mai chiếu thủy này, giống như cái hàng rào vậy đó, hàng rào tự nhiên để bảo vệ cái phần đất ở trên đây. Cái vườn thuốc này con tụi con bắt đầu trồng từ đầu tháng 4, hiện nay tới tháng 9 rồi, là được hơn 5 tháng rồi. Thì nó đã có những cái trái chín đầu tiên rồi nè, mọi người có thể thấy đây là trái xạ đen nha. Đó, trái này là chín, nó cũng chưa chín lắm đâu, nó chín lắm là nó sẽ có màu cam rất là đậm. Cái trái này là ăn được nha, ăn được. Tụi con dùng những cái trái này để làm giống á, là mình ương ra. Đó, trái này nó vậy nè, ăn nó cũng ngọt lắm, nó giống như nó gì, nó giống như trái trứng cá của mình vậy đó. Đó,
tụi con dùng cái này nè, dùng những cái trái chín đó, nó sẽ có chín đỏ hơn nữa. Rồi mình đem đi mình ương, thì những cái trái này nè, ương ra để mình trồng ở những cái miếng đất mới. Thì đây là những cái cây này nó đã có trái rồi nha, có những cái bông rồi đó, bông sau đó rồi nó kết thành trái. Đây, tụi con có ương cái giống. Sở dĩ tụi con sử dụng cái này là cái giống này là giống của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ngày trước. Cha có nói với tụi con như thế này: cái vườn thuốc của cha trồng, nhưng mà trên mảnh đất của tụi con á, cha cho mỗi người một mảnh đất và cha trồng trên đó làm mẫu cho tụi con. Thì con mới hỏi á, là ủa cha ơi, sao cha trồng thuốc ở trên vườn thuốc của cha rồi nó lớn rồi, thì miếng đất mà cha đã phân chia cho tụi con á, cha lại trồng lên trên đó nữa, nó cũng đâu có được nhiêu thuốc đâu. Sao cha không trồng một số loại cây ăn trái á, đặng có trái thì mình ăn. Thì cha mới nói á, tụi con cứ trồng đi, sau này sẽ có ngày hữu dụng. Thì cho tới khi cha nằm xuống á, thì tụi con lấy cái giống từ cái miếng vườn đó đó, miếng vườn mà cha đã ấn định á, thì tụi con mới nhân giống xuống đây. Và sau khi nhân giống xuống đây rồi, thì tụi con lại tiếp tục sử dụng cái nguồn giống ở đây để lấy những cái hạt nè, là mình bắt đầu mình ương lên. Cho nên tụi con không phải đi mua giống, tụi con tự tụi con ương ra. Lát nữa mọi người sẽ thấy những cái giống mà tụi con ương nó tốt như thế nào đó. Cũng chia sẻ với tất cả mọi người như thế. Ở đây là cặp mà cái ngôi nhà thì có một cái lưới mùng để giảm bớt cái độ nắng á, để cho cái cây con ấy, những cái cây giống ương á, nó được tốt, nó không bị nắng hư cây. Thì ở đây là con rải những cái hạt xạ đen. Con rải những cái hạt xạ đen này xuống nè, rồi bắt đầu nó lên những cái cây con. Thì ở đây tụi con có làm một cái nền phôi, phôi đất, bao gồm có đất thịt nè, có sơ dừa cho trấu, rồi phân bò. Đó là làm ra một cái nền dinh dưỡng. Thì khi đó con gieo cái hạt xuống á, nó ra những cái cây xạ đen. Xạ đen này là tốt, tụi con lựa lại cái cây nào tốt, tụi con sẽ đem ra ngoài kia để tụi con trồng. Đó, mọi người có thể thấy đây là giống xạ đen tụi con tự ương, chứ tụi con không có mua. Nó đỡ được cái phần chi phí đó. Đó, mọi người có thể nhìn thấy những cái giống xạ đen. Giống xạ đen này ngày trước cha cũng đã chỉ dạy cho tụi con. Còn đây là cây cà gai leo nè, mọi người có thể nhìn thấy tụi con cũng có trồng cây cà gai leo nữa. Đây là nó có trái luôn nè, đó, cái trái cà gai leo nè, đó. Nó rất là giống cái trái trứng cá nhỏ xíu, ngọt lắm, ăn nó rất là ngon. Tụi con hay ra vườn, tụi con hay bứt trái này ăn. Nó ngọt hơn trái của xạ đen, trái của cà gai leo ngọt hơn. Nhưng mà nó rất là khó trồng, bởi vì nó gai không à, cắt nó cũng khó nữa, thu hoạch khó lắm. Tụi con trồng thường chủ yếu là cây cà gai leo tụi con trồng trong chậu á, tại vì mần cỏ rất là khó, trồng ra đất á. Cái hộp nó thì nó giống cái hộp ớt á. Đây nè, mọi người nhìn thấy nó giống cái hộp ớt. Thì khi đó tụi con sẽ gieo nó xuống dưới cái nền này. Đó, như vậy là nó sẽ tốt. Chia sẻ với mọi người biết về cái công chuyện của tụi con đang làm ở đây, để mọi người thấy được chương trình làm việc như thế nào. Và sắp tới tụi con sẽ tiến hành là khi nào mà trời khô á, tụi con sẽ giăng dây, xong rồi tụi con sẽ đào lỗ trồng những cái cây xạ đen và những cái giống cây khác xuống dưới đó, để cho mọi người nhìn thấy được những cái thành quả sắp tới của tụi con. Xin chào tất cả mọi người.
Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn do bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn do bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Lên nào. Thank you.
Truyền thông phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.